À là 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 em chồng tặng quà hai đứa. Oui. Oui mais tu pas dit que tu commences dire avec Véro. Aimé lui dit quoi avec Véro. Merci. Pas merci, dis fais bisous, allez. Vous faites, ça vous fait un petit gâteau. Tu donnes un petit peu Covid à elle. Ah mais attends, moi j'ai direct des pommes. Ouais, mais t'es tendu. Oh, mais je trouve rigolote à la casserole. Par contre, on gardera la casserole. Bah oui. Ah oui, et la casserole dedans aussi, là, c'est ça. Ah oui, trop bien. Elle passe au four, je pense. Ah bah sur... ouais, mais elle est au four. Đây, ăn không hết này, mai mang về nhà. Em ơi, ông có thể xa xí dòng lui. Bây giờ cơ xe xoa em là bay xì. Đây, bánh không hết đây, bây giờ có lại mang về. Ăn thừa. Tối nay em có khách ăn này. À, em đã có bạn đến đón em đi ăn tối nay này, ăn tiệc tối nay này. Giờ thì mà gia đình Mai và chú xin phép về. Bây giờ thì Mai xin phép Mai về. Au revoir, monsieur, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Vous allez être sur YouTube. 110 000 personnes. Đó, em chồng Mai đã bỏ. Bây giờ mọi người sẽ lên YouTube nhá. 117 người. Nghìn người xem. Chú đi quá. Em yêu anh. Anh yêu em. Bây giờ anh yêu bây giờ gia đình nhà chú chồng Mai ai cũng biết nói từ anh yêu em. Vô ba đi ô và vút phí. Thôi ta. Ai. Chú bảo là bây giờ chở chú tới nhà người yêu. À, chú kêu là đưa chú sang nhà người yêu. Bây giờ thì sang nhà người yêu. Sang nhà người yêu chú nhá. Nhìn vườn nhà cô này, nhiều hoa chưa? À, đủ các loại hoa luôn này, đẹp chưa? Hả? À, cô làm những cái hàng rào đá này xinh thế. Nhìn đâu cũng thấy hoa. Bên đây ấy, thì có một cái hòm thư lối vào đó và có một dạng bụi hồng này. Đây có cái hồng cắt rồi ấy, đang đâm chồi nảy nụ này, chuẩn bị là ra hoa. Đó. À, hai bên toàn đá này rất là nguy hiểm này, người nhà thế mà bây giờ người già mà đi bộ mà ngã vào đây mà đập vào đá cái vỡ đầu ấy. Đó. Cô có để một cái cối đá xinh chưa? Vườn nhà cô rất nhiều hồng nhá, nhưng mà bây giờ hồng nó chưa có nở đó. Đây nữa này, đó, có một cây hồng. Đó, ăn bánh không hết ấy, giờ chú mang sang cho cô này. À, đây thì họ để, cô có để một cái ghế này, có một cái bàn và mấy cái ghế để ngồi ở ngoài trời đó, nhưng mà tất cả là bằng đá nhá. Đá hay bê tông thì đúng hơn ấy, không ai nói thì ngành nói sai. Quý. Có một cái chỗ kia này, làm như vậy là cho con chơi đó. Đó, cô để bên trong xong rồi nhìn một cái hàng rào vuông vuông xong rồi để cái bạt ở dưới và cái gỗ đi qua con trẻ con chơi, giống như con cháu mình tới đây chơi nó có cái chơi đó. Trời ơi, vào nhà cô xong rồi ra muộn đấy, mặt trời nặn rồi đó. Đó. Đó, vườn nhà cô này nhiều hoa chưa? Xinh không? Đó, lối ra vườn nhà cô đó. Ô là la, cô để có những lối đi kìa. Bên kia có một bác ấy đang nhìn mình ấy. Nhà bên đây ta hay nhỉ, ta xây dốc nhá. Đó. Cô hơn 80 tuổi rồi mà vườn rất là sạch sẽ nhá. Mai không biết cây là cây gì nhỉ? Không biết là cây là cây gì đấy nhỉ? Không biết là cây gì? Chưa gặp bao giờ. Đó, hoa vườn cô nhiều chưa? Hoa dại. Đây là cây ăn quả táo hay lê gì đó. Nhìn vườn dốc không cả nhà. Nếu ở Việt Nam mà cái vườn này không biết mình tưới kiểu gì đây đúng không? Đây là cái nước ấy, như kiểu nước mưa người ta ở cái chỗ mà thùng đựng nước mưa đấy. Nước kia kìa. Cái kiểu của mình gọi nước mưa đấy, từ cái mái nhà chảy xuống xong người ta hứng thẳng vào đây đấy để cô tưới vườn.
Chứ nhà Mai không có đấy. Nhà Mai tưới bằng nước mình dùng cho nên là rất là tốn mà đắt đấy. Nên Mai nghĩ là thôi mình mua rau ăn còn rẻ hơn. Đó. Nhìn vườn dốc không? Mai đang đứng trên cao ấy. Đó, nó dốc như vậy đó. Đó, cả nhà nhìn cái nhà bác bên kia kìa. Bên trên thì cao, bên dưới thì dốc 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 tít 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 xuống dưới có một cái cabin. Đó. Ở bên Việt Nam mình xây nhà mình sẽ san bằng nó ra đúng không? Còn mình mới xây. Ở bên đây họ để dốc này, nhìn rất xinh xinh. Đó, còn bên kia là vườn của nhà hàng xóm. Đó, hoa nhà cô có khắp nơi nhưng mà hầu như là hoa giống nhau ấy. Đây là vườn dâu nhà cô này. Cô trồng dâu, trồng tỏi tây. Ok, Mai quay một vòng thì đã hết cái vườn rồi. Oui. Oui. Beaucoup de fleurs. Moi j'aime bien le petit petit là ça fait pas tout. Đây cô đấy. Moi j'aime bien le petit là aussi. La pierre. Oui. Ça fait joli et naturel. Oui, c'est joli, mais elles sont pleines de mousse. Il faudrait tout nettoyer et puis. Ah bon, on vous a nettoyé quand même. Ah mais oui, j'ai. Mai đang khen là oui. Là cái đá này đẹp cái cổ là nó có rêu là mình phải. C'est quand il a plu. Mình phải rửa đi đấy. À hóa ra Mai tưởng nó tự nhiên là mình chứ phải rửa những cái đá cái gì đấy đi này. Cái rêu rồi đi. Đó, cẩn thận chưa? Et ça pour faire quoi ça? Ben c'était pour faire du fromage autrefois. Ah bon? C'était une pierre pour faire du fromage. Ah cô bảo là cái này là ngày xưa để làm fromage. Après, mon mari il avait fait une il y avait une pompe comme s'il y avait de l'eau. Ah, et puis ça a cassé, alors on l'a enlevé. Cô hơn 80 tuổi nha mà cô vẫn còn rất là đẹp nha, tóc tai rất là sành điệu. Ông xã với lại chú đã lên xe rồi. Ok, bây giờ thì Mai chào cô Mai về. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci. Jean-Louis. Ah mais putain, tu nous prends les deux. Qu'est-ce qu'elle fait avec un vieux bonhomme comme ça? On mange où ce soir? On mange au restaurant. Non, non, non. Cả nhà biết không? Vừa ở bên nhà cô chồng về đó, thì bây giờ về nhà ăn cơm. Tại vì là đồ cơm trưa bún vẫn không hết đấy, giò không hết thì cầm về nhà chú ăn. Tại vì là tối nay em chồng là đi ăn với bạn rồi đó. Thế nhưng mà chú bảo không không, tối nay không ăn ở nhà, đi ăn nhà hàng. Mai không đồng ý. Đó, đó, đó một là cái điều mà hôm qua Mai tranh chú Mai trả tiền đấy. Là hôm nay đấy, chú bảo là đi ăn nhà hàng rồi đi ăn chỗ khác, không ăn ở đó nữa. Nhưng mà Mai bảo thôi thôi chú ơi, chú mệt quá rồi chú. Hôm nào đi ăn về đó, xong là Mai cắt video, Mai ngủ rất là muộn, Mai mệt đó. Hơn thế nữa là bây giờ mình vẫn còn thừa đồ đấy cả nhà, thừa đồ cầm về đó. Ăn gì cũng có, chú lại có đồ ở trong ngăn đá nữa nên là mình bỏ ra mình ăn cho nó nhàn đấy, đỡ vất vả. Chú chỉ muốn đi ăn nhà hàng thôi. Đó, bữa ăn tối nay đó. Bây giờ thì em mình sẽ luộc gì nhỉ? Oh yeah, gracias. Đây là đỗ khu ve đông đá. Mai luộc lên. Đó, một chút nữa Mai sẽ xào với bún. Và đây là gì nhỉ? Steak haché. Đây chính hắn đây. Mỗi một miếng nó cũng 125g. Đó. Tối nay ăn đơn giản thôi. Chú cứ đòi mời đi ăn nhà hàng đó, nhưng Mai không có đồng ý. Mai kêu là thôi ăn ở nhà thôi, 4 giờ chiều mới ra khỏi bàn đấy cả nhà. Món khai vị là món dưa gì đây? Dưa vàng. Dưa lưới. Đó, ăn thế này làm sao phải đi ăn nhà hàng. Jean-Louis, c'est bon comme ça. Bao danh bằng dưa restaurant. Melange, hein? Oui, c'est melon. Bon. Pourquoi tout faire, tu bois ton bonjour là? Non, mais je pensais ça, c'est assez. Mais c'est toi qui te débrouille, hein? Oui. Faut sortir, non? Non, non, pas besoin, parce que c'est assez pour ce soir, pour melon. On a mangé trop tard le midi, on va besoin de manger trop. Mais le melon, c'est pas la saison, c'est du melon. Ah, mais c'est bon. Đó, đã xong món khai vị. Mangé. T'as fait bien, ça? Oui.
Đó, cả nhà thấy không? Cứ mai vừa cắt xong là chú dọn đi, bố thôi để cháu dọn cho. Sáng cũng vậy đó, cứ mai dậy mà ăn sáng một cái là vừa uống xong cái ly cái chưa kịp đứng dậy cái là chú lấy chú dọn đi. Đó. Tối có mỗi ông xã với chú cũng rót rượu ra này. Lui. Lui bắt sẽ bông một ba lui. Làm bắt ngon không? Chắc cái chung mong đúng. Đó, bữa tối chỉ có đơn giản thế này thôi. Mai mời cả nhà ăn cơm gia đình nhà. Gia đình Mai. Hôm nay thì Mai không có ăn nữa. Cái phần. Sẽ cơm sai rồi vừa pa mong rêu cách sổ bỏ. Bạn sẽ gửi cho ba là bà cho mong quả. Phi lê. Phi lê. Ý là phi lê được phép rồi ôi đưa em có phi lê. Vì xin chú vô cho phong đơ giam mất tích rồi mong mong. Ôi. Bà có mắt rồi là ăn gầm gầm mùi. À ôi. Tu vas encore le burger mouri? Je sais pas. Mais je vais manger. Mais qui manque des serres? La poule. Il mange pas de melon, il dit. Si j'ai mangé un morceau de melon. Lui qui manque pas de melon? Non. Non, lui qui manque deux steaks déjà, il n'a pas faim. Non, 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 prends pas. Đó, cả nhà ngồi ăn mà Lui vẫn còn nhớ cái món hamburger ngày hôm qua. Con bảo con rất thích ăn cái steak thịt bò Úc lắm. Đó, nên rất là mềm và ngon. Mai nói với ông xã là lần sau mà Mai đi Metro đó hay là Pomocat thì Mai sẽ mua. Vừa rồi thì Mai cũng vào Pomocat đó, nhưng cơ mà nó bị hết hàng nên là Mai không có mua được. Cái steak Angus đó là ông xã và Lui rất là thích. Ok, bây giờ thì mọi người ăn cơm. Thế cho Mai xin dừng video ở đây. Mai thì chia sẻ một chút là buổi chiều hôm nay sau khi ăn cơm nhà em xong rồi là đi thăm bò đó, rồi là cuối cùng thì về thăm nhà người yêu chú chồng. Và bây giờ tối thì ăn cơm ở nhà, ăn bữa cơm rất là đơn giản thế này thôi. Cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.